Trước khi đến những bản tin quốc tế sôi động, đặc biệt là tình trạng của Trung Đông vô cùng nguy kịch, cho Nguyên chúc cho các quý vị sức khỏe cũng luôn dồi dào và mọi sự việc tốt đẹp, may mắn cho đến cho các quý vị. Các cô chú anh chị em cũng thấy là trong diễn đàn lúc đầu chương trình lúc nào Nguyên cũng có những lời chúc hết. Vì thứ nhất chúng ta đã thấy được thế giới ngày hôm nay có nhiều nơi á, họ rất là bất an, nhiều người mất mát cả người thân và gia đình. Và chúng ta may mắn thay và thế giới đang ở trong một cái giai đoạn nó vô cùng căng thẳng. Và bây giờ để chúng ta tìm hiểu về tình trạng của Trung Đông, các cô chú anh chị em cũng biết đó, cách đây vài ngày thôi thì nhà lãnh tụ tối cao của lực lượng Hezbollah ở tại Liban đã bị Do Thái ám sát chết, hay là tấn công và ông ta đã chết. Đầu tiên thì lực lượng Hezbollah không thừa nhận, nhưng ngày hôm nay đã chính thức thừa nhận. Ngày hôm nay lực lượng Hezbollah đã công bố chính thức nhà lãnh tụ tối cao ông Hassan của mình đã tử vong. Chúng tôi ngừng ở đây một chút xíu. Chắc là các quý vị biết ông Hassan là ai rồi đúng không? Là một người quyền lực nhất ở tại Liban. Mà không, ông ta không chỉ có quyền lực ở tại Liban không, mà cái tầm ảnh hưởng của ông ở tất cả những khu vực Trung Đông. Là một cái người có thể nói nó là một cái người được nhiều người tôn trọng. Và ông ta là người quyền lực cách đây không lâu, quý còn nhớ cách đây vài tháng trước, khi lúc mà tướng lãnh của Hamas đã bị ám sát ở tại Iran, thì cả thế giới đã lắng nghe cái bài phát biểu của ông. Một cái người có quyền lực như vậy thì ngày hôm nay không còn tồn tại nữa. Không còn tồn tại nữa. Và khi ông ta đã bị ám sát chết thì ngay lập tức người ta đặt một câu hỏi: những cái quốc gia đồng minh của Hezbollah sẽ làm gì? Khi lúc đó thì cái sự phản hồi của Iran có lời đe dọa, Iraq cũng có lời lên tiếng, cả luôn Yemen là Yemen cũng có lời lên tiếng và nhiều quốc gia khác. Thì Do Thái tiếp tục phản đòn một cách mãnh liệt. Ngày hôm nay thì Do Thái tiếp tục oanh tạc và tấn công những nơi trụ sở chỉ huy của Hezbollah. Theo nguồn tin của Do Thái cho biết, họ đã tiêu hủy ít nhất là 4 tướng lãnh của Hezbollah này. 4 tướng lãnh trong ngày hôm nay, 4 tướng lãnh chỉ huy của Hezbollah đã thiệt mạng. Nhưng có một cái nhân vật khác, một nhân vật chủ chốt khác, nó đã dẫn đến cái sự lo lắng trong những ngày kế tiếp đây. Đó là tướng lãnh của Iran. Tướng lãnh của Iran ở tại Hezbollah cũng đã tử vong luôn. Một vị tướng lãnh cao cấp của Iran đang ở thủ đô Liban sau cuộc tấn công của Do Thái ngày hôm nay, thì ông tướng lãnh Iran này cũng đã bị thiệt mạng do chính Iran là người công bố cụ thể bản tin. Các quý vị thấy rõ được là bây giờ cái tình trạng nó phức tạp. Iran, thực tế là Iran có lời đe dọa nhưng Iran không dám trực tiếp tham chiến. Nhưng bây giờ các quý vị thấy là Iran bây giờ phải giải quyết như thế nào? Iran hai đường lựa chọn. Một là buông bỏ Liban, hai là phải tham chiến trực tiếp. Tình trạng hiện bây giờ, cho Nguyên nói, sáng ngày hôm nay vào 8 giờ sáng, tình báo CIA của Mỹ đã báo động cho Tổng thống Joe biết rằng là Do Thái đang gom quân ở tại biên giới. Theo cho biết là lực lượng Do Thái đang điều động lực lượng gom quân sát biên giới với Liban. Và có thể vài giờ nữa, và cũng có thể là ngày mai, chính thức sẽ đổ bộ và tấn công bằng đường bộ đi vào phía bên biên giới của Liban. Có nghĩa là không đánh từ xa nữa, mà sẽ đánh cận kề. Phức tạp quá không các vị? Nghe đến đây các vị cảm giác phức tạp quá. Bởi vì trong một thời gian mới quá ngắn, chỉ có mấy ngày, thì hàng loạt tướng lãnh chỉ huy của Hezbollah đã bị thiệt mạng. Những cái nơi căn cứ của Hezbollah tại Liban, phần lớn đã hoàn toàn tiêu hủy. Hezbollah còn có đủ khả năng để đối phó với Do Thái. Thống kê cho biết lực lượng của Hezbollah khoảng tầm từ 50 đến 70 ngàn binh sĩ. Khoảng tầm đó, con số không ai biết chắc, không ai rõ, nhưng khoảng tầm đó.
sau cuộc tấn công những quy mô lớn của Do Thái vừa qua, tất nhiên đã tiêu hủy một số lượng nhưng cũng không thể nào tiêu hủy hết được. Nên là khả năng của Hezbollah vẫn còn tồn tại. Do Thái nếu muốn mở một cái mặt trận trực tiếp đổ bộ vào Liban thì Do Thái phải chuẩn bị đối đầu với một cái sự kịch liệt phản kháng. Thì hiện bây giờ chưa biết là Do Thái có làm hay không, nhưng mà tình báo của Mỹ đã cảnh cáo ngày hôm nay. Ngay lập tức Tổng thống Joe Biden đã điện thoại kêu gọi Netanyahu hãy bình tĩnh, không nên làm điều đó. Đây là cái lời khuyên răn của Mỹ. Nhưng mà chúng ta đều biết là Netanyahu đã bỏ hết tất cả những lời khuyên, những lời kêu gọi. Và đối với ông Netanyahu rằng là ông ta phải nhổ cỏ tận gốc. Ông ta không thể nào để cái tình trạng nó tiếp diễn, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Và ông ta sẽ quyết định bất cứ giá nào, dù ai có ngăn cản cũng không được. Thì thấy rất là rõ là phía bên Do Thái họ đã có sự quyết tâm tấn công vào Liban, đã thấy rõ. Và họ oanh tạc không ngừng trong những ngày gần đây. Khi lúc đó thì Hezbollah có đáp trả. Theo sáng ngày hôm nay, bản tin của Do Thái cho biết 65 cái rocket đã tấn công vào Do Thái. 65 cái rocket, gãy ngứa à. Nguyên không hiểu là mấy ông Hezbollah, mấy ông suy nghĩ cái gì, Nguyên không có hiểu. Đợt trước tấn công 1.000 rocket vô đất nước Do Thái, chỉ có một trái gớt, một trái duy nhất gớt xuống thôi. Tất nhiên là có sự giúp đỡ đến từ Hoa Kỳ, của Anh Quốc, có một phần giúp đỡ đến từ phòng không của Mỹ, máy bay của Mỹ yểm trợ, máy bay Anh Quốc yểm trợ. Nhưng mà được trước 1.000 cái rocket, chỉ có một trái gớt chúng thôi. Bây giờ tấn công 65 cái rocket thì bắn trúng được chỗ nào? Thì tại sao nếu mà mình muốn trả thù, mình dồn lại đi, mình đợi mình bắn một lần nhiều cái rocket thì quả mai mới có thiệt hại được. Cứ bắn lẻ tẻ, đợt trước bắn ba mươi mấy cái rocket, bây giờ bắn 60 mấy cái rocket, nó có tác dụng gì? Thì hiện bây giờ trong một cái bối cảnh mà Do Thái cho rằng là Hezbollah có sự đáp trả, nhưng cái sự tấn công của Hezbollah đã hoàn toàn thất bại. Do Thái đã ngăn chặn thành công hoàn toàn trong cuộc tấn công. Bây giờ chúng ta phân tích một chút xíu. Thứ nhất là Trung Nguyên phân tích về vấn đề của Iran, sau đó Nguyên phân tích về cái vai trò của Mỹ và Mỹ đang bị người ta kéo vào trong cuộc chiến như thế nào. Đầu tiên là Iran, các quý vị cũng biết đó là Iran đã có những cái lời cảnh cáo và muốn trả thù Do Thái từ lâu. Iran đã có từ lâu. Nhưng mà Iran không làm, vì Iran biết được là tất cả đây đều có một cái âm mưu, một cái thế lực đứng đằng sau lưng đang muốn tạo ra cuộc chiến tại Trung Đông. Và Iran là kẻ bị người ta dụ, là kẻ thủ phạm. Nên là Iran đã có thể nói, Nguyên nói là nhượng nhịn, mà Nguyên rất là ca ngợi cái sự kiên nhẫn và cái sự nhẫn nhục của Iran để đất nước không rớt vào chiến tranh. Cái sự việc mà ám sát trùm Hamas vừa qua thì không nói gì. Bây giờ đó, cái chết của nhà lãnh tụ tối cao của Hezbollah cũng không nói gì. Nhưng cái chết tướng lãnh của Iran thì sao? Vì trùm Hamas không phải là người Iran. Trùm Hezbollah cũng không phải là người Iran. Nhưng bây giờ là tướng lãnh của Iran chết ở tại Liban thì Iran phải xử như thế nào? Chính phủ Iran chưa lên tiếng gì cả. Nhưng nhà lãnh đạo tối cao là ông Ali, là nhà lãnh tụ tối cao tôn giáo của Iran, đã có lên tiếng ngày hôm nay. Vui lắm. Ông nói rằng là Do Thái sẽ hối hận. Tất cả lực lượng Hồi giáo sẽ đoàn kết. Và hậu quả của Do Thái sẽ hối hận cả đời do cái hành động đã tấn công vào Liban. Đây là ông Ali. Sau khi ông nói cái đó, sau khi bài phát biểu của ông đầy đẫm máu và sẽ đe dọa xóa sổ Do Thái, cái này cái kia đủ thứ hết, thì ngay lập tức các người biết ông làm gì không? Ông xuống hầm, ông trốn. Ngay lập tức sau khi bài phát biểu của ông trên đài truyền hình của Iran đầy máu lửa hết, là lực lượng Trung Đông đoàn kết, tôn giáo đoàn kết và sẽ xóa sổ và làm cho Do Thái phải hối hận trong cái hành động vừa qua. Sau khi bài phát biểu đó là lực lượng an ninh hộ tống ổng xuống hầm liền.
xuống hầm băng ke liền. Vì họ sợ vừa qua thì thấy nhà lãnh tụ tối cao của Hezbollah, nhà lãnh tụ tối cao của Hamas bị tiêu hủy quá dễ dàng. Sau khi bài phát biểu diều hâu nhắm vào Do Thái, ngay lập tức xuống dưới núp liền. Khi lúc đó chính quyền của Iran nói chung, hiện bây giờ họ đang phân vân để giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Phía bên tôn giáo thì đã trả thù rồi. Họ đã công bố là họ sẽ đoàn kết tất cả lực lượng, trong đó lực lượng Hamas, lực lượng Hezbi, lực lượng Iran, lực lượng Iraq và nhiều lực lượng khác. Họ sẽ tấn công quy mô lớn vào Do Thái trong những ngày kế tiếp. Đây là phía bên tôn giáo. Còn phía bên chính phủ Iran thì họ khá là e dè, vì họ đang lo lắng họ phải làm như thế nào. Tuy rằng họ có nói là họ nếu mà Liban và Do Thái bước vào cuộc chiến trực diện thì họ sẽ yểm trợ sống còn với Liban, nhưng chưa thấy dấu hiệu là họ gửi binh sĩ hay gì cả. Thấy rõ nét là chính quyền Iran hiện bây giờ họ rất là hoang mang và lo lắng, vì họ biết nếu mà họ nhúng tay vào có thể họ không thể rút ra được. Họ sợ là họ rút ra không được. Nên là tới bây giờ, tới giây phút này, cái chết của tướng của Iran ngày hôm nay, chính phủ Iran vẫn chưa công bố trả thù Do Thái. Wow, tình trạng nó phức tạp quá. Nên là đối với Nguyên, ông Iran đang e ngại Do Thái. Khi lúc đó Netanyahu nói cái gì? Nếu các anh tham chiến dưới Liban thì các anh nhìn cái bức tranh của thành phố Liban thì Iran tương tự như vậy. Do Thái đợt này một chấp hết. Ngày hôm nay Netanyahu cảnh cáo Iran biết, nếu các anh tham chiến thì cái hậu quả của Liban thì các anh nhìn thấy đó, cái tấm gương của Liban như thế nào thì các anh sẽ bị như vậy. Và tất cả những cái nơi trụ sở của các anh nó đều nằm trong cái tầm nhắm của chúng tôi hết. Cho Nguyên nói đó, Nguyên cũng không đánh giá cái khả năng quân sự của Do Thái mạnh cỡ nào, vì chúng ta biết lực lượng Do Thái mạnh, có công nghệ cao. Nhưng mà Iran cũng là một quốc gia không hề yếu kém về công nghệ và vũ khí. Iran không hề yếu. Trong khu vực Trung Đông đó là Iran là người mạnh nhất. Và cũng không ai đoán được là Iran có dám liều mạng hay không trong cái cuộc xung đột này. Bây giờ cho Nguyên hỏi một cái câu trong cái khảo sát diễn đàn của chúng ta, khi các quý vị theo dõi tình trạng của Trung Đông gần đây cũng nhiều, ít hay nhiều các quý vị cũng sẽ theo dõi, vì báo chí của thế giới ngày hôm nay mấy ngày gần đây thì nó nói vấn đề của Trung Đông không. Theo cái nhìn của các quý vị, trong cái tình trạng hiện bây giờ khi Iran đã bị ép đến con đường cùng, có thể nói là người ta ép Iran đến con đường phải tham chiến vì tướng của Iran đã tử vong, nhà lãnh tụ tôn giáo của Iran ông Ali đã công bố ngày hôm nay là đoàn kết để trả đũa Do Thái, vậy Iran có tham chiến hay không? Nguyên thấy nhiều cô chú anh chị em nói không quá. Không lẽ Iran sợ gì sao? Bây giờ tướng của mình đã chết trong cái buổi họp ở tại Liban, bị máy bay oanh tạc quà tiễn của Do Thái bắn chết mà không có hành động nào chăng? Tất cả lãnh sự quán của Mỹ ở Trung Đông, người ta xuống đường biểu tình. Biểu tình lại lãnh sự quán của Mỹ. Ủa sao kỳ vậy? Nó có một cái gì đó. Tự nhiên bây giờ cái ông mà lãnh đạo tối cao, ông Hezbollah, ông chết do Thái tấn công. Thì đúng ra là phải biểu tình lãnh sự quán của Do Thái. Nhưng mà ngược lại họ biểu tình lãnh sự quán của Mỹ. Những lãnh sự quán của Mỹ tại Trung Đông bị người ta xuống biểu tình, đổ lỗi là do Mỹ hậu thuẫn. Đặc biệt hơn nữa thì Mỹ không bị đơn giản bị biểu tình không. Căn cứ của Mỹ bị tấn công. Căn cứ của Mỹ tại Syria bị tấn công. Hiện bây giờ không có nhượng bộ. Ngay lập tức ngày hôm nay Mỹ đã trả đũa một cách dữ dội. Các người biết là thời gian gần đây đó Mỹ cũng bị tấn công thường xuyên. Tàu chiến đấu của Mỹ cũng bị tụi dế mén tấn công. Căn cứ của Mỹ lâu lâu cũng có vài cái rocket nó nã vào. Nhưng Mỹ vẫn giữ im lặng. Mỹ mặc kệ. Chuyện nó không quá thiệt hại, Mỹ không bận tâm. Nhưng bữa nay Mỹ lại bắt đầu trả đũa ở khu vực.
Có nghĩa là Mỹ không nhường nhịn nữa, Mỹ muốn chứng minh rằng là chúng tôi ở khu vực này gì, đụng tới tôi sẵn sàng có cuộc chiến. Chúng tôi thời gian vừa qua chúng tôi không bận tâm vì cái thiệt hại của anh không lớn. Cái anh tấn công vào những căn cứ chúng tôi ngăn chặn nó không lớn, không thiệt hại quá lớn. Nhưng bây giờ không có cơ hội đó nữa. Mỹ đã nã pháo lại trả đũa những cái nơi tấn công mình một cách dữ dội. Và Mỹ muốn khẳng định là đừng đụng tôi. Không phải là tôi sợ các anh và tôi không muốn, chứ bây giờ anh ép tôi, đụng tôi là chết. Vì cái tình trạng căng thẳng nên là Mỹ phải chứng minh cái lập trường của mình. Nguyên đã nói là tới cái là tới công chuyện rồi đó. Việt Nam kêu là tới công chuyện rồi. Nguyên đã thấy rõ được là có một cái thế lực nào đó họ muốn ép Mỹ phải bước vào cuộc chiến ở tại Trung Đông. Đúng ra đó, những cái quốc gia Trung Đông họ phải thông minh chứ. Đánh với Do Thái không là chày da chóc dãy rồi. Bây giờ bắn vô khô két vô căn cứ của Mỹ làm gì? Rồi dế mén tự khung khùng bắn 20 cái quả tiễn vô đào, tàu chiến đấu của Mỹ. Các quý vị thấy nó ngộ không? Họ phải hiểu được là họ không thể nào đánh thắng Mỹ được. Họ phải hiểu là cái khả năng quân sự của họ không thể đánh thắng Mỹ được. Nhưng ngược lại họ là người khiêu khích Mỹ không ngừng. Ngày hôm qua dế mén công bố 20 cái quả tiễn của họ đã nhắm vào tàu chiến đấu của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay căn cứ của Mỹ tại Syria bị hàng loạt quả tiễn khô két tấn công vào. Khi lúc đó họ muốn khiêu khích Mỹ để cho Mỹ ở trong cái cuộc chiến này. Ai làm cái điều đó để làm cái gì? Thế là Nguyên nói tới bây giờ Nguyên bảo đảm với các quý vị là ông Nga với ông Trung Quốc chứ không ai. Tự anh đi tấn công vào căn cứ của Mỹ làm gì? Nếu có tấn công thì tấn công Do Thái chứ. Khi Mỹ hiện bây giờ họ nói là họ đứng ra để giải quyết ổn thỏa mà. Cái này có phải là ép họ vào cuộc chiến không? Bây giờ nếu mà căn cứ của Mỹ bị thiệt hại, một chiếc tàu chiến đấu của Mỹ bị chìm, có phải chăng là Mỹ sẽ đáp trả không? Mỹ phải đáp trả không? Không lẽ Mỹ bây giờ một chiếc tàu của họ bị chìm, họ đứng đó họ không có đáp trả? Thì tất nhiên là họ phải bắt đầu là hành động rồi. Nên là tại sao Nguyên không có hiểu là ai, mình đoán, mình phỏng đoán, mình không có bằng chứng, tại sao những cái quốc gia, những cái thế lực đó họ không suy nghĩ cái điều đó? Mỹ mà tham chiến thì họ lấy cái gì mà họ thắng? Khi lúc đó khí tài quân sự của Mỹ đã đến sẵn sàng hết rồi, Mỹ đã sẵn sàng chiến đấu hết rồi, mà chọc Mỹ trong cái giai đoạn mà quy là cái giai đoạn nhạy cảm, cái giai đoạn này là không nên chọc Mỹ. Bầu cử của Mỹ nó đang lục đục, tình trạng Trung Đông nó đang nóng với Do Thái, mà bây giờ khiêu khích Mỹ khi vũ khí của Mỹ nó đã lên nòng, thì hiện bây giờ chưa biết là Mỹ sẽ có hành động gì trong những thời gian sắp tới, tình trạng của Trung Đông. Nhưng mà Nguyên tin một điều là Mỹ không có buông bỏ Do Thái. Mà Nguyên nghĩ là Do Thái biết dư cái điều đó. Dư cái điều đó. Nên là Do Thái mới ỷ y nhiều về vấn đề này. Nên là Do Thái không e ngại để mà bước vào cuộc chiến trực diện với Liban trong những ngày kế tiếp. Đây là bản tin liên quan đến Trung Đông. Nó nhiều lắm, nó còn nhiều sự bí mật lắm mà cho Nguyên mạng phép giữ lại. Vì nó có nhiều cái mà Nguyên không có thể công bố bây giờ khi Nguyên chưa có kiểm chứng được. Vì đối với Nguyên, một bản tin chia sẻ với các quý vị nó phải qua một sự xác thực và kiểm chứng rõ nét hơn. Chứ thông tin về Liban bây giờ đó, dưới Do Thái, Liban, rồi Hezbollah gì đó, rồi Hamas đó, bây giờ nó nhiều lắm. Trên mạng xã hội nó loan tả ra nhiều phía cạnh lắm. Nhưng mà bình tĩnh, vì Nguyên thấy là cái vấn đề này nó khá là nghiêm trọng. Nó khá là nghiêm trọng. Nên chúng ta từng bước một, mỗi ngày chúng ta tìm hiểu sâu sắc hơn. Và bây giờ, một bản tin nhức đầu mà Nguyên không hiểu tại sao tin nó lọt ra ngoài đó, liên quan đến Bắc Trâm. Ở diễn đàn của chúng ta, ai yêu mến Bắc Trâm cho Nguyên số 1 đi. Còn ai không yêu mến cho Nguyên số 2. Để cho các vị nào yêu mến Bắc Trâm, dành bản tin cho tất cả cô chú anh chị em nào yêu mến Bắc Trâm, chuẩn bị cái tâm lý. Ai yêu mến Bắc Trâm cho số 1, không yêu mến cho số 2. Nguyên chờ một chút xíu nha, tại vì diễn đàn của chúng ta đông người đó, đặc biệt là yêu mến, Nguyên thấy là người cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước, Nguyên muốn làm cái khảo sát hết. Nguyên chờ được chút xíu, mà Nguyên thấy hiện bây giờ trên cái màn hình của mình là số 1 nó chiếm ưu thế đó, số 2 rất quá ít luôn. Mấy bác số 2 đâu? Mấy bác số 2 đâu? Có số 3 là không yêu bên nào hết, ok, cũng được. Số 0 cũng được, không yêu nào hết mà có quyền, tôi không yêu ai cả.
Vậy thì bản tin này là dành đặc biệt cho cô chú anh chị em nào yêu mến Bắc Trung. Theo một nguồn tin bí mật rò rỉ và cáo buộc là Iran là kẻ thủ phạm, Iran đã chuyển một số lượng hỏa tiễn, chính hỏa tiễn, loại hỏa tiễn địa đối không vào đất nước Mỹ. Mục tiêu là nhắm về Bắc Trung. Các quý vị thấy ghê chưa? Chứ nguyên là thấy ghê lắm rồi đó. Đây là bản tin đến từ Iran. Nha, mình phải hiểu cho rõ tin nó đến từ nguồn gốc nào, nó đến từ Iran. Iran đã âm thầm đem chính cái hỏa tiễn xác nhập vào nước Mỹ. Nguyên không biết họ đi bằng đường nào, Nguyên không biết họ bằng cách nào mà họ chuyển hỏa tiễn của họ đến Hoa Kỳ thì Nguyên cũng chẳng có biết. Đừng hỏi Nguyên họ đi bằng đường nào, có thể gửi bằng bưu điện chăng, đâu có biết được. Chính hỏa bơm, loại hỏa tiễn địa đối không mới chết chứ. Địa đối không còn khẳng định là địa hỏa tiễn địa đối không nữa. Thường xuyên địa đối không là từ đất bắn máy bay, bắn trên trời, bắn máy bay, bắn mà chính cái hỏa tiễn để nhắm vào Bắc Trung. Nên là cô chú anh chị em cử tri Mỹ hãy thận trọng. Hãy thận trọng. Hai lần ám sát hụt vừa qua đó, và người ta đã có tình nghi là có sự ảnh hưởng đến từ Iran. Và bây giờ thêm một bản tin rò rỉ. Chính cái quả tiễn đợt này không phải là ám sát bằng súng ngắn nữa, nó quất quả tiễn luôn rồi. Có nhiều khi Nguyên cũng lắc đầu rồi. Nói về Bắc Trung một chút xíu thì cho Nguyên nói rồi, Bắc Trung có những cái phát biểu rất là hay. Thì vừa qua thì cô chú anh chị em cũng biết đó, là Bắc Trung có bài phát biểu nói về vấn đề mà yểm trợ cho Ukraine, đó là Mỹ yểm trợ nhiều nhất mà châu Âu không yểm trợ gì hết. Châu Âu chỉ yểm trợ số nhỏ thôi. Thì trong cái chuyến đi của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của châu Âu á, là ông Joseph Borrell, thì ông ta đã họp báo và ông ta có trả lời lại cái câu nói của Bắc Trung vừa qua. Ông ta khẳng định với Bắc Trung là châu Âu viện trợ nhiều hơn Mỹ nhiều, liên minh châu Âu, và cho rằng là Bắc Trung hãy nên tìm hiểu rõ trước khi phát biểu. Đó, đây là lời chỉ trích của ông Joseph Borrell sau khi Bắc Trung có một bài phát biểu về vấn đề là Mỹ viện trợ quá nhiều nhưng châu Âu thì viện trợ một chút xíu cho Ukraine thôi. Thì chính miệng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, mình cứ kêu là Bộ trưởng này, không phải, mình kêu là người đại diện ngoại giao của châu Âu, Joseph Borrell đã khẳng định con số cụ thể số lượng của Mỹ viện trợ trong những năm vừa qua là bao nhiêu, liên minh châu Âu đã viện trợ bao nhiêu, sự khác biệt nó lên tới 100 mấy tỷ giữa châu Âu và Mỹ. Liên minh châu Âu đã củng cố cho Ukraine nhiều hơn Mỹ nhiều. Thì đây, Bắc Trung có những cái bài phát biểu có đúng có sai, ai cũng vậy. Cái điều đó thì Nguyên là ủng hộ Bắc Trung, nhưng không phải cái gì Bắc Trung nói là Nguyên cũng cho là đúng đâu. Cái điều đó là thật. Cái con số mà châu Âu viện trợ nó nhiều hơn là Mỹ viện trợ. Nhưng tính cá nhân quốc gia, không tính cái hội đồng châu Âu, tính cá nhân quốc gia thì Mỹ là người viện trợ nhiều nhất. Nói đến đây đó, thì có những cái khảo sát của Mỹ đó, giữa cái thành phố Pennsylvania đó, là cái thành phố chiến địa đó, nó đang có một sự tranh cãi. Ngày hôm nay cái khảo sát ở tại Pennsylvania cho rằng là bà phó tổng thống đang chiếm ưu thế đến cái tiểu bang này. Đó là đảng Dân Chủ đưa ra cái khảo sát. Đối với Nguyên không thấy cái điều đó. Cái điều đó thì Nguyên nói thẳng nha. Nguyên không thấy cái thành phố Pennsylvania có phần nghiêng về phía bà phó tổng thống đâu. Đối với Nguyên trong cái lãnh vực ở tại thành phố Pennsylvania thì đối với Nguyên là cái người mà có thể lấy được những cái điểm cộng trong cái vấn đề tranh luận vừa qua, tức là meeting vừa qua, thì Bắc Trump Nguyên thấy có ưu thế hơn ở tại Pennsylvania. Nhưng mà các người phải nhớ rằng là bây giờ chúng ta những cái khảo sát đó nó không thể nào xác thật được. Những cái khảo sát đó nó không thể nào khẳng định được cái sự việc như thế nào. Cái quan trọng nhất bây giờ đối với Nguyên bây giờ đó là phải thận trọng coi cái tổ chức bầu cử nó có những cái biến cố bất ngờ trong cái giai đoạn tháng 10 hay không. Có nghĩa là phải tầm đầu tháng 10. Nếu các quý vị nghe cái tiểu bang của các quý vị ở tiểu bang nào cũng không biết, Ohio, rồi Texas, rồi California, New York gì đó, mà thấy cái chỗ mà bỏ phiếu nó đưa ra một cái lực mới
thì các vị phải nên thận trọng. Sợ nhất là giai đoạn cuối 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 giai đoạn tự ơn có những cái đạo lực nào đó, à, nguy tắc bầu cử sau đó các vị phải theo dõi, nó có thể thay đổi đột ngột giây phút cuối cùng nha. Đó là các vị nào cử tri của Mỹ, một cái lời khuyên chân thành là theo dõi sát thời sự địa phương của mình. À, bởi vì chuyện có thể xảy ra một cách đột ngột bất ngờ rất là nhiều, và hãy thận trọng những ai gõ cửa nhà mình nữa. À, hãy thận trọng điều đó. Hiện bây giờ cái bầu cử năm nay ở tại Hoa Kỳ nó quá nhiều sóng gió và quá nhiều âm mưu, nên là bây giờ thận trọng là trên hết. Hãy học bài học cái bầu cử vừa qua. Đối với Nguyên là như vậy. Nguyên có một lời chân thành là phải học cái bầu cử vừa qua. Bầu cử vừa qua đã có nhiều biến cố mà chúng ta không ứng phó kịp, có nhiều sự việc chúng ta không kiểm duyệt kịp. Và bây giờ mà nếu mà Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục sai lầm giống như đợt trước, và để cho cái vấn đề đếm phiếu, vấn đề kiểm tra phiếu, vấn đề bỏ phiếu, nó có xảy ra một vấn đề tương tự như vậy nữa, rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Và lúc đó cái bầu cử sẽ không được chấp thuận, thì càng mệt nữa. Vì nó có sự sai phạm, thì cái kết quả hai bên sẽ đều không chấp thuận. Thì lúc đó đất nước Mỹ sẽ gớt vào trong một cái trạng thái càng mệt hơn. Nên là những cô chú anh chị em nào mà trong Đảng Cộng Hòa nè, hay là Đảng Dân Chủ, các quý vị muốn biết là cái bỏ phiếu này nó như thế nào, thì các quý vị phải vận động và phải tạo ra những cái sự việc kiểm chứng. Đặc biệt là những cô chú anh chị em là một lời khuyên chân thành, khi các quý vị bỏ phiếu xong rồi, bỏ phiếu cho ai, nhớ chụp hình lại một cái, nhớ giữ lại một cái bằng chứng tài liệu, một bằng chứng tài liệu, chứ không phải là quạch vô rồi bỏ vô lá thư. Không, chụp hình cái, lấy telephone chụp lại một cái, vì sai sót nó có. Điển hình Nguyên đi, Nguyên có một người bạn ở Mỹ, họ đi bỏ phiếu, thời điểm đó họ bỏ cho bác Trump, nhưng khi cái kết quả thì họ kiểm tra lại thì họ nói không phải bỏ cho bác Trump, mà họ không có cái bằng chứng nào hết để chứng thực lúc đó họ bỏ phiếu như thế nào. Đó, nên là bác các vị nhớ là chụp hình là một cái, bây giờ chúng ta ai cũng có điện thoại hết, chụp lưu lại một cái chỗ mà tôi bỏ tên cho ông nào, bà nào, hay là bà Harry gì đó, chụp lại một cái. Và sau khi này chúng ta có thể kiểm chứng được cái lá phiếu của chúng ta bỏ phiếu cho ai. Và khi lúc đó nó không đúng thì chúng ta có cái bằng chứng khiếu nại. Còn nếu các quý vị nó không có thì các quý vị cũng không nhớ là mình có bằng chứng nào hết, thì cũng khó khăn để mà nói chuyện với người ta. Nhớ là chụp hình lại. Đây là bản tin liên quan đến Mỹ. Nguyên nói một chút xíu sơ bộ về Mỹ thôi. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em bản tin Việt Nam chúng ta sôi động nhất. Các quý vị chuẩn bị tâm lý chưa? Việt Nam chúng ta xảy ra chuyện rồi, chuyện động trời rồi, mà bảo đảm các quý vị không ai hay biết hết. Nguyên nói cho các quý vị như vậy thôi để chuẩn bị cho một cái cuộc tâm lý. Các vị biết là thế giới nó đang ở trong một cái giai đoạn cận kề chiến tranh toàn vẹn. Điển hình chiến tranh ở tại châu Âu, Ukraine và Nga. Các vị biết là tình trạng Trung Đông, các quý vị mới nghe, đúng không? Mới nghe, đúng không? Rồi căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ, Nhật Bản. Ông Nhật Bản sắp sửa thành lập liên minh NATO ở Á Châu đó. Ngày hôm qua các vị cũng nghe Nguyên chia sẻ rồi. Thành lập Á Châu, liên minh NATO Á Châu, là nó căng thẳng rồi đó, thấy là nó căng rồi đó. Khi lúc đó thì các vị nói, Nguyên ơi, Việt Nam mình có sát nhập không? Nguyên nói không, Việt Nam mình là 4-0 mà. Thì có cái anh nó cảnh comment như thế này, 4-0 á, chỉ có đồng minh với phái cái bang thôi. Thì đã 4-0 rồi, đã cái chữ không rồi. Thì bây giờ Việt Nam của mình đã bắt đầu có cái dấu hiệu lo lắng đất nước chiến tranh. Chắc là các quý vị nói, Nguyên ơi, con đừng có làm những cái thông tin hoang mang, con nói có thật không con? Bà con cô bác Việt Nam mình đâu có chiến tranh, sống hạnh phúc mà, chiến tranh gì? Bây giờ cho Nguyên hỏi với các quý vị nè, đất nước Việt Nam của mình cái nơi nào an toàn nhất? Cái nơi nào an toàn nhất? Theo cái nhìn của các quý vị từ Bắc xuống Nam, nơi nào Việt Nam an toàn nhất? Hà Nội,
Exactly, đồng ý luôn, bác nói đúng, Hà Nội là an toàn nhất. Hà Nội là thủ phủ, thủ đô mà. Hà Nội là trái tim đập của Đảng và nhà nước Việt Nam mà. Đồng ý, Hà Nội là cái nơi mà kia là mà bây giờ sắp sửa tới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam chuẩn bị tập trận ở Hà Nội để bảo vệ Hà Nội. Ghê chưa? Đây là buổi tập trận bảo vệ thành phố Hà Nội. Đây là cái mưu tập trận lớn nhất chưa bao giờ có Việt Nam thực thi. Thì mình gãi đầu. Ủa Việt Nam mình bị ai đe dọa đến Hà Nội trời? Bởi vì khi các vị tập trận thì các vị phải biết là có một cái mối đe dọa nào đó. Chứ không lẽ tập trận một cái nơi mà không có bị đe dọa để làm cái gì? Mới công bố, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam mới công bố đưa ra tập trận huấn luyện bảo vệ Hà Nội. Vì Hà Nội là kêu là cái nơi chủ chốt của đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó, nơi chủ chốt đất nước Việt Nam chúng ta. Và cái chiến lược tập trận đợt này là cái quy mô lớn nhất chưa bao giờ có làm trong lịch sử của Việt Nam. Là cái quy mô tác chiến bảo vệ Hà Nội khi có giặc ngoại xâm tấn công. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì mấy ông làm cái gì ngộ ngộ vậy trời? Ví dụ mà mình là tập trận ở gần biên giới, tập trận ở biển cả, tập trận ở đâu đó thì nó cũng quá là bình thường. Đây là tập trận tác chiến đưa chiến lược bảo vệ Hà Nội. Ây da, nghe sao nó gung gung sao đó, nghe mà cảm giác nó có chuyện gì vậy, chuyện gì xảy ra mà chúng tôi không biết. Vì Nguyên không có hiểu là lý do nào mình tập trận một cái nơi nó không có nguy hiểm, rồi Nguyên ngồi Nguyên suy nghĩ hoài, người ta tấn công Hà Nội bằng đường gì? Thì cái điều đó là cái điều mà Nguyên đang thắc mắc. Bỗng nhiên một ngày đẹp trời thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam, Tham mưu trưởng tướng lãnh của Việt Nam chuẩn bị có một cái cuộc tập trận bảo vệ Hà Nội. Có thể là mấy ông bà đó, mấy cái người chức cao quyền trọng đó trong cái bộ máy chính trị của Việt Nam, họ đã có những thông tin mật, họ có thể đã đỡ, họ đã có một cái thước đo đo lường cái tương lai của Việt Nam sẽ gặp nguy hiểm. Và bây giờ thì họ phải chuẩn bị cái tâm lý tác chiến, là biết ai biết là những nhà mấy ông quốc phòng đó, cái trách nhiệm ông là vậy, ông phải đo lường trước. Khi người ta tập trận á, không phải là người ta đánh chiến tranh, tại vì người ta đã thăm dò, vì người ta có một cái mối đe dọa và người ta chuẩn bị cái tâm lý. Vì nếu các vị không tập trận làm sao các vị biết cách ứng phó? Đó, làm sao các vị biết ứng phó? Nó là người ta tập trận trước. Nguyên thấy nó ngạc nhiên khi thế giới căng thẳng, mấy ổng căng thẳng theo, nó bị bệnh lây hay gì Nguyên không có biết, nhưng mà mấy ổng lo rồi đó. Dấu hiệu là mấy bác nhà ta hơi bị lo với cái thế giới phức tạp trong cái giai đoạn này. Đó, nên là mấy bác nhà ta cũng đang chuẩn bị, ngày hôm qua, ngày trước cũng đang tập trận. Ngày trước phô trương thả bom máy bay là dữ lắm, vui lắm các vị. Thả bom sao? Nguyên coi cái công chiếu video đó. À, có một cái dòng, cái đầu gắn đèn để cho biết là chỗ đó thả bom, của máy bay Việt Nam bay, thả bom nước cái binh chính xác chỗ đó, hay quá trời hay luôn. Cho Nguyên nói với bác mấy bác Việt Nam á, đừng có tập trận chỗ đó nữa. Cái tập trận mà vẽ một cái vòng tròn rồi máy bay bay rồi thả bom xuống gớt ngay ngang chỗ đó, đừng có tập trận cái kiểu đó nữa. À, đừng có tập trận cái kiểu đó nữa, vì cái kiểu đó máy bay bị bắn rơi liền à. Vì nó bay trong cái không phận hệ thống phòng không, nó bị bắn rơi mất đất rồi nha, nó chưa thả bom được trái nào đó, nó bị bắn rơi rồi. Nhìn thấy Ukraine với Nga đi, không không có tập trận cái đó được nữa đâu. Cái đó là cái thời xưa đó, cái thời chiến tranh Việt Nam mà lúc đó, cái thời lúc đó là cách đây trước năm 1975 gì đó, chứ bây giờ tập trận kiểu đó nó không có hữu hiệu được, vì máy bay nó bay vào trong không phận 40-50 cây số nó bị bắn rơi rồi, làm sao nó bay ngay chỗ trên nó hạ xuống được. Bây giờ đánh với những quốc gia lạc hậu, đánh với giống như Campuchia, Campuchia bây giờ Nguyên không biết có được hay không nữa, đánh với Lào quả mai cái chơi đó chiêu đó được, là máy bay của mình bay lên trên rồi ở trên mình thả bom xuống ngay chân chỗ đó được. Chứ bây giờ đánh những quốc gia tân tiến, nước nào cũng có hệ thống phòng không hết á, bay gần 30 cây số là máy bay nó rơi rồi, làm sao thả bom được. Nên lần sau tập trận là bắn từ xa,
Ok, mình để cái mục tiêu mình ở cách xa 40-50 cây số, 40-50 cây số, từ đó mình thả bom, bơm lượng đó, mình thả bom lượng hay mình bắn quả tiễn, mình bắn vào cái chỗ đó nó mới được. Chứ bây giờ mà bay lên trên rồi thả bom xuống rồi, trời trời trời, thời buổi này cái kiểu đó là không ổn rồi. Cái chiến lược của mấy bác là Nguyên khuyên là đợi trước Nguyên coi trên đoạn video công chiếu tại Đài Việt Nam đó, khoe mẽ là Việt Nam tập trận sáng đêm ngày luôn, ngày tập trận đêm tập trận luôn, má sợ băng đêm và băng ngày luôn. Còn mấy ông thả máy bay ha, bay lên ông thả bom xuống, ông khen hay quá, thả chính xác luôn, chính chuẩn. Nhưng cái đó lỗi thời rồi, cái cách tác chiến kiểu đó nó không hữu hiệu với thế giới bây giờ. Máy bay bây giờ nó không phải là máy bay trực diện tấn công mà đứng xa không, 40-50 cây số là hậu cần chiến không, máy bay bây giờ là hậu cần chiến đấu không. Không có máy bay nào mà bay vô đất nước người ta đó. Máy bay bây giờ là ở sau lưng tiền chiến 40 cây số không. Máy bay bây giờ nó giống như là cái loại pháo đài hậu cần vậy đó, nó trên không thôi, pháo đài ở dưới đất, nó ở trên không, chứ nó không bao giờ bay trên lãnh thổ của người ta hết. Vì bay trên lãnh thổ của người ta là 99% nó sẽ bị rơi với hệ thống phòng không. Nên là mấy bác sửa lại cái tác chiến của mình, chứ Nguyên thấy cái tác chiến nó không ổn. Cái tác chiến đó chỉ đánh với quốc gia châu Phi nó không có hệ thống phòng không thì được, chứ mà những cái quốc gia mà có công nghệ cao thì cái hành động đó không thể nào thực thi được. Đây là bản tin liên quan đến vấn đề quân sự của Việt Nam, để cho các quý vị biết được là tình trạng quân sự của Việt Nam có thể có một cái tiềm năng đe dọa nào đó mà chúng ta không biết, mà chính phủ Việt Nam đã biết nhé. Nên là họ đã tập trận với một cái quy mô cực kỳ là lớn để bảo vệ Hà Nội, và tập trận trong vòng đã 3-4 ngày gần đây, không quân của Việt Nam tập trận ngày lẫn đêm để mà chuẩn bị cái tâm lý đất nước, củng cố sức mạnh quân sự, để chúng ta thấy được là đe dọa bắt đầu ở khắp nơi trên thế giới và nước nào cũng lo ngại. Ngoài cái vấn đề đó thì chuyến đi của Bác Tô Lâm, công nhận đợt này Bác Tô Lâm đi ghê thiệt. Các cái vị nào có theo dõi chuyến đi của Bác Tô Lâm không? Chuyến đi của Bác Tô Lâm đợt này Bác đi ghê. Sau khi chuyến đi của Mỹ thì Bác Tô Lâm đã ghé bên Cuba, mà Cuba rồi mà Bác Tô Lâm chưa thấy đã. Bác Tô Lâm Bác Tô Lâm thấy đi cái chuyến này nó chưa đã, qua bên Cuba mà chưa đã, chưa phê, chưa sướng nữa. Bác Tô Lâm còn muốn đi qua bên Mông Cổ nữa, quất cái Mông vô nữa. Bác Tô Lâm mà muốn đi Mông Cổ, rồi Bác Tô Lâm muốn đi qua bên Iceland, rồi ghé Pháp nữa. À đu, công du hơi bị nhiều đó. Công du hơi bị nhiều. Nguyên tưởng là bác ổng đi Mỹ, ông đi Cuba rồi ông đi về, không, chưa 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 đã. Thì hỏi là bác Tô Lâm mà tại sao, người ta hỏi là lý do nào, nguyên nhân nào mà bác Tô Lâm lại đi nhiều như vậy, đi với một cái mục đích gì? Nó cái câu hỏi của báo chí Việt Nam thì người ta cũng thắc mắc. Vì thứ nhất là tình trạng lũ lụt, các vị biết là tình trạng lũ lụt mới Việt Nam nó mới vừa thôi, nó còn nhiều vấn đề còn phải giải quyết, và cái khủng hoảng kinh tế sau cái lũ lụt của nó quá nhiều, đúng không? Rồi biến cố thế giới ngày hôm nay nó cũng rất là nhiều. Thì Bác Tô Lâm là thời điểm đó thì đi ngoại giao, bây giờ đi ngoại giao với cái vai trò là tổng bí thư, thì người ta hỏi Bác Tô Lâm là lý do nào bác đi, nó tao đi cho người ta biết tao là tổng bí thư, tao sợ người ta không biết. Quen nói đùa thôi, Bác Tô Lâm không nói điều đó. Cái người nói đó là ông Bùi Thanh Sơn, đã phát biểu thay thế cho Bác Tô Lâm. Cái mục đích mà Bác Tô Lâm đi là để muốn chứng minh cái sự đa dạng hóa ngoại giao của Việt Nam, đa dạng hóa ngoại giao, đúng không? Là mình bắt tay với Mỹ, mình bắt tay với Cuba, mình bắt tay với Mông Cổ, mình bắt tay với cái quốc gia rất là nhỏ Iceland, mình bắt tay với Pháp, thí dụ là như vậy, đa dạng hóa ngoại giao, đi ngoại giao đa dạng hóa mỗi quốc gia hết đó. Nên là chuyến công du đợt này Bác Tô Lâm xu hướng đi hơi nhiều đó, đi hơi nhiều nha. Nhưng mà thôi thì ông ta làm tổng bí thư mà, người ta có quyền đi, để người ta đi ngoại giao mà, tới đi ngoại giao thì người ta có quyền đi, nhưng mà nhớ đừng có cho gạo người khác nữa nha. Dặn Bác Tô Lâm đi Mông Cổ đừng có cho gạo gì nữa nha, nha, đừng có cho phát 10.000 tấn gạo gì đó nha, đừng có cho gạo gì, đi đâu cũng cho gạo hết trơn.
giống như người ta đói lắm rồi đó. Bác Tô Lâm phải hiểu là nhiều khi cái hành động của bác coi người ta hiểu lầm đó. Tưởng cái bác là bố thí cho người ta ăn xin đó, là người ta quýnh bác Tô Lâm là chết nữa. Nó cho thì cho tiền đi, cho tiền cho gì đó, cho người ta gạo là kỳ kỳ lắm nha, đừng đi cho gạo nữa. Nhưng mà bên Pháp nó ăn bánh mì không mà nó cũng không cần gạo đâu. Bác Tô Lâm nó có bánh mì cho nó thì nó có khoái với Pháp thì cho bánh mì chứ đừng có cho gạo. Có Pháp nó ăn bánh mì chứ nó không ăn gạo. Thì đây là cái chuyến công du của bác Tô Lâm, đang có một chuyến công du khá dài, khá lâu, để mà đi ngoại giao khắp nơi. Cô chú và anh chị em, đây là bản tin nho nhỏ về bác Tô Lâm. Và bây giờ một bản tin cuối cùng trong diễn đàn của ngày hôm nay, đó là cái cuộc căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang leo thang ở khu vực Trung Đông. Hai bên đều đang phô trương sức mạnh, Trung Quốc cũng đang tập trận, Mỹ cũng đang tập trận. Cái lý do mà hai bên đang có một cái dấu hiệu xung đột khá lớn là bởi vì Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ đang âm thầm huấn luyện một số lượng binh sĩ ở Đài Loan, ở tại Hoa Kỳ. Thì Nguyên nghĩ nó có vấn đề gì đâu. Ngày hôm nay Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ đã âm thầm đào tạo, huấn luyện một số lượng binh sĩ Đài Loan tại Hoa Kỳ. Cái chuyện nó có gì đâu. Vì Mỹ vẫn huấn luyện binh sĩ Đài Loan trên đất nước Đài Loan mà. Trong cái hợp đồng mà giúp đỡ của Đài Loan, trong đó nó có số tiền, trong đó có tiền huấn luyện và đào tạo binh sĩ. Vừa qua Mỹ cũng đã đào tạo một số lượng hải quân đặc nhiệm của Đài Loan ở tại Đài Loan thì có cái gì đâu. Mà bây giờ thì Trung Quốc đã lên án là Mỹ âm thầm huấn luyện binh sĩ ở trên lãnh thổ của Mỹ. Thì đối với Nguyên này có khác biệt gì đâu. Bây giờ huấn luyện tại Đài Loan cũng vậy, hay là huấn luyện tại Mỹ nó cũng vậy. Nhưng mà hai bên đã lên án nhau về vấn đề Đài Loan, khi lúc đó cho rằng là Mỹ là kẻ hậu thuẫn để muốn xúi dục Đài Loan ly khai. Cho Nguyên nói một câu là Đài Loan chưa bao giờ là của Trung Quốc hết. Chỉ điều là cái lòng tham của ông nó quá lớn thôi, cái gì cũng muốn hết. Cái gì cũng là của mình hết, của ngọ, cái gì cũng là của ngọ. Cô Nguyên Quyên nói thật chứ các quý vị là cái gì cũng là của Trung Quốc, xuất phát gốc từ Trung Quốc hết. Áo kimono, Trung Quốc cũng kêu là của họ. Kim chi cũng cho là của họ. Phở cũng cho là của họ. Phở Việt Nam mình rất là nổi tiếng, nghe chữ phở là Việt Nam. Hey, đến từ Trung Quốc đấy. Cái gì cũng là của họ. Cái gì mà tốt là của họ, xấu là không phải là của họ. Còn cái gì mà tốt là của họ hết. Cái gì mà khu vực Á Châu mà có một cái gì mà nổi bật trên cả thế giới biết là xuất phát nguồn gốc đến từ Trung Quốc hết. Cứ có nhiều làm hoài. Cái gì cũng dành hết. Nên là trong lịch sử của Đài Loan, cả luôn đời nhà Thanh cách đây không lâu, trong lịch sử của đời nhà Thanh đã xác nhận là Đài Loan không phải là thuộc địa của đất nước nhà Thanh. Đó. Chính đời nhà Thanh thôi, chừng nó đâu xa xôi. Mà trước đó thì đã không phải rồi. Và sau này cũng sẽ không phải. Chỉ điều là với cái sự lớn mạnh của Trung Quốc, vì địa lý nó gần Trung Quốc. Thứ hai nữa là Đài Loan là cái quốc gia có công nghệ, có tài nguyên, đất nước giàu, họ muốn lấy thôi. Đây là bản tin quốc tế của ngày hôm nay với một cái phong cách vui vui, nhộn nhộn, chia sẻ với các quý vị. Trung Yên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn các quý vị rất là nhiều. Cảm ơn sự ủng hộ các quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại ngày mai. Bye bye các quý vị. Đêm đọc cổ thi chữ còn chữ mất trên vách tường trang mùa thủy hoa đêm đọc cổ thi người đi xa đã quên nhân phim đàn cất tiếng ly ca.
ngoài lạnh, nước người không chi kỷ, thâu cua tận lòng người trong cuộc tùy. Đông thê thê như gió thổi u hồn, ta vô an hết thành cả chính khi. Một ngày lạnh nước người không chi kỷ, thâu cua tận lòng người trong cuộc tùy. Gió thổi đọc cổ thi, gió thổi thiết tha, lá trúc bay phơ phớt, nắng thu vàng nay đã xưa xa. Sông Bạch Đằng sóng vỗ thuyền cắt cắt, nước mê linh trắng thu còn vàng bạc. Đông đông đa xương người mới man mác, non chi lăng gió cuốn rừng cũng đau. Chiều tịch dương chim khuất trên tơ đàn tí tách mưa xa, ta vô an hết thành ca chính khi. Một ngày lạnh nước người không chi kỷ, thâu cua tận lòng người trong cốt tùy. Đông thê thê như gió thổi trên tơ đàn tí tách mưa xa. Chiều tịch dương chim khuất trên tơ đàn